những con số trong tuần và Hòa Ái xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, có đến hàng trăm binh sĩ thuộc Quân đoàn 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa tham gia một cuộc diễn tập phối hợp quân binh chủng có quy mô lớn nhất từ sau năm 1975 đến nay, được Quân đoàn 2 tổ chức vào hôm 7 tháng Giêng năm 2013. Truyền thông Việt Nam đưa tin cho hay là Quân đoàn 2 vừa tổ chức cuộc thao dượt quân sự quy mô với sự tham dự của các lực lượng lục quân, không quân, bao gồm những đơn vị như là bộ binh, công binh, xe tăng T-54, pháo phòng không, phi cơ trực thăng MiG-17, chiến đấu cơ Su-30. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hưng, Tư lệnh Quân đoàn 2, thì đây là cuộc diễn tập tác chiến phối hợp các binh chủng với quy mô lớn nhất từ sau năm 1975. Hai ban quan trọng trực thuộc Trung ương vừa được Việt Nam tái lập, đó là ban Nội chính Trung ương và ban Kinh tế Trung ương. Đây được coi là một động thái nhằm giảm bớt quyền lực của chính phủ. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vào chức trưởng ban Nội chính Trung ương và ông Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chánh vào cương vị trưởng ban Kinh tế Trung ương. Quyết định tái thành lập ban Nội chính Trung ương và ban Kinh tế Trung ương và chỉ định chức vụ trưởng ban được Bộ Chính trị đưa ra quyết định từ hôm 28 tháng 12 năm 2012, nhưng mới được chính thức công bố vào ngày 2 tháng Giêng năm 2013. Trước đó thì hồi tháng 5 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thay cho vị trí của Thủ tướng đảm nhận trước đây. Bên cạnh đó thì việc tái thành lập Ban Nội chính Trung ương được mô tả là thực hiện chức năng một ban đảng và là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Từ 13 đến 14 tỷ đô la là chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mà Việt Nam đặt ra trong năm 2013. Trong lúc sẽ giải ngân khoảng 10 tỷ 500 triệu đô la theo dự kiến mới đây từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiến sĩ Đỗ Nhất Hoàng, Giám đốc Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, để đạt mục tiêu 14 tỷ đô la FDI thì những điều kiện cần phải được cải thiện và nâng cấp là tăng cường phẩm chất, nâng cao năng lực, trong đó bao gồm duyệt xét và chuẩn thuận, song song với điều hành nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ bên ngoài và xử lý nguồn vốn đó giữa các cơ quan liên hệ. Theo bản tin của Tân Hoa Xã ở Hà Nội, tính đến hết tháng 12 năm 2012 thì đã có 98 nước và vùng lãnh thổ đổ tiền đầu tư vào Việt Nam qua gần 15.000 dự án lớn nhỏ với tổng vốn là 213 tỷ 600 triệu đô la. Trong số này thì Nhật Bản là đối tác lớn nhất, chiếm 13,6% trong tổng vốn FDI. Khoảng 7,5 triệu tấn gạo là mức xuất khẩu gạo dự kiến của Việt Nam cho cả năm 2013 và trong quý 1 năm nay sẽ chừng khoảng 1,4 triệu tấn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA đưa ra số liệu vừa nêu và dự báo tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2013 này sẽ khó khăn hơn năm 2012 do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu gạo sụt giảm trên thị trường thế giới. VFA giải thích rằng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm nay có thể giảm sút vì thiếu hợp đồng tập trung gói đầu quý 1 như các năm trước, trong khi số hợp đồng mua gạo cũng giảm. Trong khi đó, thì các thị trường từng tiêu thụ nhiều gạo của Việt Nam như là Philippines, Indonesia đang trên đà tăng cường tự túc lương thực, giữa lúc Việt Nam không có khả năng dự trữ lúa gạo lâu nên hiệu quả kém, đang gặp phải sức cạnh tranh đáng ngại từ Ấn Độ, Thái Lan. Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thì thị trường tiêu thụ chính của Việt Nam trong năm 2013 này vẫn là châu Á, kế đến là châu Phi. Có đến hơn 20.000 hộ gia đình người sắc tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên hiện không có đất sản xuất và đang lâm vào tình cảnh khó khăn, nghèo đói. Đây là số liệu được Ban Chỉ đạo Tây Nguyên công bố trên báo chí vào sáng 26 tháng 12. Theo tin này, cho đến nay thì các tỉnh Tây Nguyên đã cấp khoảng 30.000 hectare đất cho khoảng 71.000 hộ dân sắc tộc người thiểu số, trong đó hơn 29.000 hectare là đất sản xuất, còn lại là đất ở. Được biết thì trước năm 1975, người sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên có quyền sở hữu đất và rừng theo cộng đồng làng. Nhưng sau khi thống nhất,
thì nhà nước đã quốc hữu hóa toàn bộ đất đai và rừng ở Tây Nguyên theo chính sách chung. Những vùng đất rừng tốt trở thành nông lâm trường quốc doanh. Tây Nguyên sau đó còn chứng kiến làn sóng di dân tự do từ miền Bắc, khiến cho đất rừng càng ngày càng hạn chế. Tình trạng này khiến cho các sắc tộc thiểu số ở Tây Nguyên gặp vô vàn khó khăn. Tình trạng mất đất, mất rừng dẫn tới tình trạng bất ổn xã hội nghiêm trọng trong những năm đầu thập niên 2000. Trong hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam ở Hà Nội mới đây, thì các tổ chức quốc tế kêu gọi chính phủ Việt Nam công nhận quyền sở hữu đất rừng chung của các sắc tộc thiểu số. Và sau cùng, thưa quý vị, chỉ riêng trong lĩnh vực du học thì đã có ít nhất 1,5 tỷ đô la được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài mỗi năm. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính Sự nghiệp Bộ Tài chính, cho báo chí biết thông tin như vừa nói vào sáng ngày 2 tháng Giêng năm 2013. Giới chức này nhận định rằng tổng lượng ngoại tệ cho nhu cầu du học có thể còn cao hơn rất nhiều vì con số 1,5 tỷ đô la ước tính chỉ dựa vào những chi tiêu hạn chế nhất của sinh viên du học và tính theo mức học phí là từ 10.000 tới 15.000 một năm. Trong niên học 2011-2012, có khoảng 106.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài. Theo ông Nguyễn Trường Giang, để giảm việc chi tiêu ngoại tệ từ du học thì chỉ có cách duy nhất là nâng cao chất lượng giáo dục đại học và sau đại học trong nước, cũng như khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài mở trường đại học tại Việt Nam. Những con số trong tuần và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình.